Hello, xin chào tất cả mọi người, chào quý cô bác anh chị và các bạn. Trong những ngày vừa qua thì Nick tiếp tục nhận được những cái comment bình luận hay là những tin nhắn qua email hỏi về các thủ tục nhập cảnh Việt Nam hiện tại như thế nào. Thì hôm nay Nick làm video clip này. Trong video clip này sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là xác nhận lại các điều kiện thủ tục mà chúng ta sẽ chuẩn bị về Việt Nam như thế nào. Cái thứ hai là về visa vào Việt Nam. Visa vào Việt Nam thì Nick sẽ làm phần thứ hai, đó là những nước nào được miễn visa vào Việt Nam và điều kiện để được miễn nó như thế nào. Và phần thứ ba đó là hướng dẫn cô chú anh chị mình khai báo để xin visa điện tử online vào Việt Nam. Rồi, bây giờ Nick sẽ bắt đầu vào phần thứ nhất nhé. Phần thứ nhất này, trong những cái video clip vừa qua Nick có nêu rất là nhiều, nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Hôm nay thì Nick sẽ tổng hợp lại một lần nữa cho cô chú anh chị mình cùng hiểu. Đó là để về Việt Nam trong thời gian hiện tại kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2022, thì theo quy định của chính phủ Việt Nam là gì? Cô chú anh chị cần hai điều kiện thôi, chỉ cần hai giấy tờ là đầy đủ. Thứ nhất đó là giấy test Covid âm tính. Chúng ta có thể dùng phương pháp PCR PCR trong vòng 72 giờ trước giờ bay, hoặc là test nhanh rapid antigen test trong vòng 24 giờ trước giờ bay. Đó, giấy test âm tính Covid, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Khai báo y tế trên trang web tờ khai y tế.vn mà Nick đã có làm hai video clip hướng dẫn, cái mà cập nhật sau cùng là ngày 29 tháng 3 năm 2022. Cô chú anh chị nào chưa xem cái hướng dẫn này thì vào đó xem chi tiết rất là rõ ràng và đầy đủ nha. Thì tờ khai y tế này cô chú anh chị mình sẽ khai trong vòng 24 tiếng trước giờ bay, có nghĩa là trước một ngày bay thôi là chúng ta có thể vào khai được. Khai xong sẽ có mã vạch QR, mã vạch QR đó chúng ta chụp hình lưu lại trên điện thoại hoặc là in ra tờ giấy cầm trên tay, để khi về tới Việt Nam là chúng ta đưa ra, họ quét cái mã QR đó là khai báo xong y tế rồi, là chúng ta sẽ nhanh chóng và làm thủ tục nhập cảnh và đi ra nhận hành lý rất là nhanh. Rồi, ngoài hai cái điều kiện đó thì cô chú anh chị còn liên tục thắc mắc những điều kiện khác, bởi vì chúng ta không nắm hết được hoặc là chưa xem hết tất cả video clip trước đó mà Nick đã có nêu. Thì hôm nay Nick nhắc lại. Thứ nhất, PC COVID. Cái này mọi người còn đang rất là lúng túng, khó hiểu. Thật ra thì quá nhiều cái thủ tục trước đây mà mình bị rối khi mà mình xem và mình không xem đủ á, thì là mình sẽ bị rối rất là nhiều. Hoặc là có thể là xem nhưng mà bây giờ nhiều thông tin bị nhiễu quá, không biết tin cái nào, không biết là như thế nào. Hôm nay Nick giải thích lại. PC COVID là cái app theo dõi mọi người khi di chuyển trong nước Việt Nam. Cho nên là bắt buộc người Việt sống tại Việt Nam đều phải sử dụng app PC COVID này. PC COVID này vẫn có thể khai báo y tế nhưng chỉ dùng cho di chuyển trong nước Việt Nam mà thôi. Và hiện tại PC COVID này nó còn thay thế cho hộ chiếu vaccine, có nghĩa là những người Việt Nam sống tại Việt Nam đã tiêm bao nhiêu mũi vaccine đều đã được cập nhật lên cái app PC COVID này. Nó thuận tiện cho nhiều nơi để người ta kiểm tra là người này đã tiêm bao nhiêu mũi vaccine bằng chứng nhận là thế này, không phải qua cái tờ giấy là ghi mũi 1, mũi 2, mũi 3 nữa, mà trên cái app này nó đã tích hợp vào thông tin rồi, thì chỉ cần cầm điện thoại show cái app nó ra là người ta biết được đã tiêm vaccine. Tuy nhiên cái app PC COVID này hiện tại đó, di chuyển trong nội địa, bay nội địa trong Việt Nam đã bỏ không kiểm tra khai báo y tế trên cái app PC COVID này rồi. Do đó nó chỉ còn hiện hữu, nó chỉ còn hiệu quả dành cho người Việt Nam tại Việt Nam thôi. Đối với cô chú anh chị từ nước ngoài về, chúng ta hoàn toàn yên tâm không cần tải app PC COVID này về để sử dụng gì cả. Nick nhắc lại, app PC COVID này khác với lại tờ khai y tế để chúng ta nhập cảnh, hai cái này khác nhau, không giống nhau tí nào hết nha. Và cô chú anh chị mình yên tâm, không cần tải app PC COVID này về. Và chúng ta đừng nhầm lẫn để chúng ta hỏi là PC COVID khai báo y tế có phải là
dùng là vào Việt Nam không? Không, cái này khác với lại tờ khai y tế để chúng ta nhập cảnh vào Việt Nam, khác nhau hoàn toàn. Tờ khai y tế là bắt buộc cho tất cả những người từ nước ngoài về, ngay cả Việt Nam, người Việt Nam đi ra nước ngoài, quay trở về Việt Nam, đi du lịch, đi thăm thân, đi công tác hay đi bất cứ lý do gì, quay trở về Việt Nam cũng sẽ giống như những người nước ngoài mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian hiện tại đều bắt buộc là phải khai báo y tế trên trang web tờ khai y tế. Cái này khác với lại BC Covid, hoàn toàn khác nhau. Và như vậy thì nick nhắc lại cô chú anh chị mình chỉ cần giấy test âm tính Covid cộng với lại khai báo y tế trên tờ khai y tế.vn là đủ điều kiện nhập cảnh Việt Nam, không phải tải app BC Covid gì về để sử dụng nữa. Rồi cái tiếp theo, mọi người lại tiếp tục thắc mắc là tiêm vaccine, chưa tiêm vaccine có về Việt Nam được hay không? Bây giờ Nick lại nhắc lại một lần trong video clip này là từ 16 tháng 3 năm 2022, trong công văn của Bộ Y tế Việt Nam là đã bỏ hoàn toàn không nhắc đến vấn đề tiêm vaccine. Có nghĩa là tất cả cô chú anh chị ở nước ngoài tiêm vaccine, tiêm chưa đủ liều hoặc là tiêm quá hạn trên 6 tháng hoặc là chưa tiêm mũi nào cũng đều được nhập cảnh vào Việt Nam. Đây là một cái điều kiện rất là thoáng của chính phủ Việt Nam, có nghĩa là không kiểm tra gì về vaccine nữa. Chưa tiêm vaccine vẫn về Việt Nam nhập cảnh bình thường. Và điều này đã nằm trong hệ thống của tất cả hàng không trên thế giới rồi. Họ cũng đã nắm được điều này nên cho nên ta không phải sợ là hàng không khi check-in kiểm tra cái điều này. Không, không có. Chúng ta yên tâm về vấn đề này nha. Tóm lại, chưa tiêm vaccine, tiêm chưa đủ liều hoặc là đã tiêm đều về Việt Nam được. Rồi, cái điều kiện tiếp theo là gì? Mọi người tiếp tục thắc mắc bảo hiểm du lịch, bảo hiểm y tế chi trả cho khi mắc bệnh Covid tối thiểu 10.000 đô có cần thiết hay không, có bắt buộc hay không? Nick xin thưa, đây đã trở thành là một điều kiện không bắt buộc đối với tất cả cô chú anh chị, đặc biệt là người Việt kiều có gốc Việt càng yên tâm, chúng ta không cần đến cái này. Đương nhiên đây là một cái điều mà khuyến khích mọi người nên có. Tại sao đi xa mà lỡ chúng ta có điều kiện, lỡ chúng ta có bị bệnh tật nè, chúng ta có bị cái gì đó xảy ra đối với mình thì chúng ta có cái bảo hiểm này nó chi trả cho mình, phải không ạ? À? Cho nên nếu có hiểu được vấn đề này, mình mua được cái bảo hiểm đó thì nó tốt cho mình. Còn không có, không sao, chúng ta hoàn toàn yên tâm. Bảo hiểm này sẽ không bị kiểm tra, không bị đòi hỏi gì hết khi chúng ta nhập cảnh vào Việt Nam. Nói tóm lại, đó là điều kiện không bắt buộc. Rồi, tóm tắt là như vậy, cô chú chị mình hiểu chưa ạ? Về Việt Nam hiện tại, chỉ cần giấy test COVID âm tính bằng PCR 72 giờ hoặc là test nhanh 24 giờ. Cái thứ hai là khai báo y tế để lấy mã vạch QR, lấy mã vạch QR trên trang web tờ khai y tế.vn. Thế là đủ rồi. Không cần bảo hiểm, không cần tiêm vaccine, không cần khai báo BC COVID gì hết, không cần tải BC COVID gì hết. Vậy nhá. Đây là xong phần 1. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai là ngoài những cái điều kiện như là giấy test âm tính COVID nè, rồi khai báo y tế lấy mã QR thì chúng ta cần phải chuẩn bị là gì? Hộ chiếu và visa vào Việt Nam, phải không ạ? Nhiều cô chú anh chị và các bạn đã không còn quốc tịch Việt Nam, không có hộ chiếu Việt Nam, do đó chúng ta cần visa vào Việt Nam. Thế thì ở đây phần 2 Nick muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng nắm, đó là những nước nào được miễn visa vào Việt Nam và những nước nào thì bắt buộc phải làm visa vào Việt Nam. Bây giờ mời cô chú anh chị mình cùng xem trên màn hình ở đây nhé. Đây là trang web quản lý về du lịch của chính phủ Việt Nam. Trang web này có phiên bản bằng tiếng Anh và trên trang web này cũng ghi rõ một số nước được miễn thị thực visa. Về điều kiện miễn visa thì thật ra không có điều kiện gì hết mà là điều kiện bằng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước mà thôi. Trong đó có các nước thuộc khối Đông Nam Á thì đã ký kết song phương từ rất là lâu và miễn thị thực visa hoàn toàn với các điều kiện là được ở bao nhiêu ngày mà thôi. Trên trang web này có ghi rõ đây một số nước thuộc khu vực châu Á, trong đó có các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Campuchia và Lào được miễn thị thực visa vào Việt Nam ở được tối đa là 30 ngày, Philippines thì được ở được 21 ngày, Miến Điện thì được 14 ngày, Brunei 14 ngày. Và
Có hai nước ở Bắc Á đó là Hàn Quốc và Nhật Bản cùng với 11 nước châu Âu khác được miễn thị thực visa. Cái này là Việt Nam đơn phương miễn thị thực visa cho những nước này. Và những nước này cầm hộ chiếu vào Việt Nam sẽ được nhập cảnh và ở tại Việt Nam được tối đa là 15 ngày. Những nước châu Âu đó là những nước như là Nga, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Belarus. Rồi những nước mà được miễn visa như Nick đã có để trên màn hình vừa rồi đó, đặc biệt là những cô chú ở châu Âu về, các bạn ở châu Âu nè, như là Đức, Pháp, Ý chẳng hạn, thì mặc dù đã được miễn visa 15 ngày, mọi người nếu Nick lưu ý mọi người, nếu chúng ta về Việt Nam trong vòng 15 ngày thôi thì chúng ta hoàn toàn yên tâm dùng hộ chiếu của các nước đó chúng ta về Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta có ý định là ở trên 15 ngày, ở 20 ngày, ở 30 ngày gì đó, mà chúng ta nghĩ là dùng cái hộ chiếu các nước đó về Việt Nam miễn 15 ngày, sau đó chúng ta đi ra ngoài là chúng ta nhập cảnh lại tiếp tục được miễn 15 ngày. Cái này đúng và sai. Đúng như thế nào? Được miễn 15 ngày, đúng. Khi cô chú anh chị nhập cảnh vào Việt Nam là được miễn 15 ngày. Nhưng những nước mà được miễn visa Việt Nam 15 ngày này bắt buộc phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam trong 30 ngày mới quay trở lại Việt Nam được mà mới dùng tiếp cái miễn thị thực 15 ngày tiếp theo được. Chứ không phải là hôm nay chúng ta xuất cảnh ra nước khác, ngày mai chúng ta quay về Việt Nam là chúng ta được tiếp tục miễn visa 15 ngày này đâu. Không, không phải nha. Trên trang web của xuất nhập cảnh Việt Nam có ghi rất rõ, chúng ta phải rời khỏi Việt Nam 30 ngày sau mới quay trở lại Việt Nam mới dùng được tiếp là miễn visa 15 ngày tiếp theo. Do đó, đừng nghĩ là chúng ta đi qua Campuchia chơi, sát ở Sài Gòn, qua trong ngày là xuất cảnh rồi, về lại trong ngày, nhập cảnh lại Việt Nam là được miễn 15 ngày tiếp theo. Không, cái này hoàn toàn sai, không được nha cô chú anh chị và các bạn. Nếu muốn trở về Việt Nam trong ngày hoặc một vài ngày tiếp theo thì chúng ta phải xin visa. Và xin visa như thế nào? Thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem tiếp phần thứ ba. Phần thứ ba này là chúng ta xin visa điện tử, xin visa online và khai báo nó như thế nào? Mời cô chú anh chị mình nhìn trên trang web ở đây. Rồi, ngoài những nước mà đã được miễn thị thực visa như Nick vừa đã nêu trong các phần vừa rồi, thì tất cả các nước còn lại muốn vào Việt Nam đều phải xin visa. Trong đó có 80 nước được liệt kê ở đây là được phép xin visa điện tử, xin visa online trên hệ thống của chính phủ Việt Nam. 80 nước đó là những nước nào? Đó là những nước bao gồm Andorra, Argentina, Armenia, Úc, Áo, Azerbaijan, Belarus, Bỉ, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Brunei, Hungary, Canada, Colombia, Georgia, Cuba, đảo Síp, Cộng hòa Séc, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Estonia, Fiji, Phần Lan, Pháp, Georgia, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Ý, Nhật Bản, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, quần đảo Marshall, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Montenegro, Mông Cổ, Miến Điện, Nauru, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Palau, Panama, Papua New Guinea, Peru, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Philippines, Qatar, Romania, Nga, quần đảo Solomon, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đông Timor, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Uruguay, Vanuatu, Venezuela và Tây Samoa. Thì chỉ có 80 nước này là được phép xin visa online để có visa nhập cảnh vào Việt Nam. Còn những nước khác thì không có trong danh sách này, sẽ phải xin visa trực tiếp tại đại sứ quán hay lãnh sứ quán Việt Nam. Ở đây thì Nick không thấy có bất kỳ một cái nước nào từ châu Phi là được phép xin visa online.
Rồi xin visa online ở đây họ cũng có nói thêm là xin rất là đơn giản, nộp cái hồ sơ rất là đơn giản, và visa này có giá trị được lưu trú tại Việt Nam 30 ngày, phí visa là 25 đô và thời gian mà xét duyệt chỉ trong 3 ngày thôi. Sau đó thì sẽ nhận được một cái mã code mà gửi bằng email và chúng ta sẽ mở ra in cái visa này cầm trên tay và nhập cảnh vào Việt Nam được. Và cái visa này nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường hàng không nè, bằng các cửa khẩu đường bộ và 7 cửa khẩu đường biển nữa, rất là thoáng cho cái loại visa này. Rồi để nộp đơn xin visa online như thế nào, bây giờ Nick sẽ mở ra cái phần tiếp theo. Mời cô chú anh chị mình theo dõi phần hướng dẫn để khai báo xin visa online nhé. Khi click vào cái phần này thì sẽ hiện ra một cái trang web của quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam. Ở đây họ hướng dẫn có hai ngôn ngữ, cô chú anh chị có thể chọn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Ở trên bên phải của màn hình này, chỗ nick đang rê con chuột đây, cô chú anh chị mình sẽ nhìn thấy có hai lá cờ. Một cái lá cờ là có biểu tượng Union Jack của Anh đó, là nếu muốn chúng ta muốn xem bằng tiếng Anh thì chúng ta nhấp vào đây. Còn nếu mà chúng ta muốn chuyển đổi qua tiếng Việt thì chúng ta nhấp vào cờ Việt Nam. Ở đây nick hướng dẫn bằng tiếng Việt, do đó thì sẽ chuyển qua tiếng Việt cho cô chú anh chị và các bạn dễ theo dõi nha. Rồi, bây giờ có hướng dẫn bằng tiếng Việt rồi. Và trước khi mà chúng ta khai báo cái form visa online điện tử của Việt Nam này thì chúng ta cần chuẩn bị là một cái ảnh là 46 phông nền trắng nè, không đeo kiếng nha, mắt không đeo kiếng. Nếu có bị cận hay gì đó khi chụp ảnh này thì chúng ta sẽ không đeo cái kiếng, tháo bỏ cái kiếng nó ra. Và ngoài ra thì chúng ta chụp lại cái trang hộ chiếu của mình. Có thể dùng scan hoặc là chụp hình cũng được, gom gọn lại như thế này để nhìn rõ đủ chi tiết là được. Và cần cái thứ ba nữa là gì? Là chúng ta cần một cái địa chỉ mà chúng ta dự định sẽ đến ở Việt Nam. Có thể là địa chỉ khách sạn, có thể là địa chỉ cái nhà nghỉ hoặc là địa chỉ của người thân. Rồi cái thứ tư đó là một cái thẻ tín dụng để chúng ta nộp phí online. Sau khi khai báo xong thì chúng ta sẽ thanh toán online luôn, tốn 25 đô. Rồi, đó là phần hướng dẫn xem xong. Chúng ta click vào cái hộp này, xác nhận đã đọc kỹ hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Sau đó chúng ta bấm chuyển tiếp. Tiếng Anh nó sẽ để là continue. Rồi bây giờ chúng ta đã vào trang web về cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh của Việt Nam. Thì bắt đầu là chúng ta sẽ khai báo hình ảnh về khai báo thì chúng ta đã tải lên rồi. Chúng ta chỉ cần click vào đây là chúng ta chọn cái ảnh mà chúng ta đã lưu trong máy đó, chúng ta upload lên. Và bên đây là cái trang hộ chiếu nè, đây là cái mẫu thôi, chúng ta cái trang hộ chiếu chúng ta đã lưu trong máy rồi. Chúng ta cũng sẽ click vào đây để chọn cái hình ảnh đó chúng ta đưa lên mà thôi. Rồi về phần thông tin thân nhân thân nè, là khai báo của chúng ta. Chỗ này ví dụ là họ tên, mình có thể là khai báo ví dụ là Nick Nguyễn hay là tên họ của mình như thế nào đó, mình cứ khai vào nhé. Rồi ngày tháng năm sinh nè, rồi quốc tịch thì chúng ta mang quốc tịch nào thì chúng ta sẽ khai báo, chúng ta click vào thì nó sẽ hiện ra một loạt các quốc gia đây. Đó, chúng ta chọn thôi, ví dụ ở châu Âu, ở Đức, ở Pháp, ở Anh gì đó thì chúng ta cứ chọn vào trong cái này. Ví dụ là Vương quốc Anh và Bắc Ireland nè. Đó. Thì khi chúng ta click vào cái ô này, tự động nó sẽ để là địa chỉ thường trú Vương quốc Anh và Bắc Ireland và quốc tịch gốc họ cũng để luôn là Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Nếu chúng ta chọn là Hoa Kỳ chẳng hạn thì tự động nó sẽ nhảy ra là Hoa Kỳ, trong cái ô địa chỉ thường trú là Hoa Kỳ, quốc tịch gốc cũng là Hoa Kỳ, thì hai cái ô này là chúng ta không cần điền gì thêm cũng được, mặc dù là để địa chỉ thường trú, nhưng nếu chúng ta muốn khai báo đầy đủ địa chỉ thường trú thì điền, còn không thì chúng ta chỉ cần để là Hoa Kỳ theo mặc định của hệ thống máy là như vậy là được rồi. Rồi phần tôn giáo, mình có tôn giáo gì mình cứ điền vào, còn nếu mình không, mình hoàn toàn không có tôn giáo gì hết thì mình để là non. Rồi nghề nghiệp, cái ô này thì không bắt buộc nha. Không bắt buộc phải khai báo về nghề nghiệp. Tuy nhiên nếu mình rành tiếng ngành ngôn ngữ mình biết mình đã xác định là mình làm cái nghề gì thì chúng ta sẽ điền vào, có thể điền tiếng Anh hoặc tiếng Việt đều được nha, còn không thì không cần điền ô này cũng không sao, bởi vì là cái trường không bắt buộc, nó không để dấu sao đỏ là chúng ta không cần phải khai ở đây. Rồi số điện thoại chỗ này cũng không cần thiết bởi vì không phải là cái ô bắt buộc để khai báo. Tuy nhiên nếu chúng ta có số điện thoại, ngay cả số điện thoại ở Mỹ sử dụng hoặc số điện thoại ở Việt Nam của người thân cũng được, chúng ta cứ điền vào, không có không điền cũng không sao, đây là ô không bắt buộc. Cái bắt buộc là gì? Địa chỉ email để làm gì? Sẽ được xác nhận và họ gửi thông tin qua email này, có thể là gửi cái visa sau khi
kết quả xét duyệt đã được duyệt thì họ sẽ gửi cho mình. Do đó điền đúng cái địa chỉ email mà mình sử dụng, mình nhập vào, sau đó mình nhập lại đó để xác nhận đúng là như vậy. Rồi tiếp theo là ô hộ chiếu này, số hộ chiếu thì chúng ta coi trên cái hộ chiếu của mình là số như thế nào, chúng ta điền vào thôi. Rồi loại hộ chiếu, nó mặc định là loại phổ thông. Ở trong cái loại hộ chiếu có cho sự lựa chọn là công vụ, là ngoại giao, phổ thông. Thường là công vụ và ngoại giao, đây là những cái hộ chiếu mà thường được miễn visa về Việt Nam rồi. Do đó thì cô chú chị mình đừng chọn vào những cái ô này, chúng ta cứ để mặc định là phổ thông nha. Rồi hộ chiếu mình có giá trị đến ngày nào, đến ngày tháng năm nào, chúng ta coi trên hộ chiếu là chúng ta điền vào. Và bên đây là ngày nhập cảnh dự kiến. Đó, mình lên kế hoạch mình về Việt Nam vào ngày nào, mình mua vé máy bay vào ngày nào, thì mình sẽ điền vào cái ngày mà chúng ta đáp tại Việt Nam đó là ngày mấy, chứ không phải là ngày chúng ta bay nha. Bởi vì ở Mỹ, ở Canada và ở châu Âu, chẳng hạn những nước ở xa đó, khi chúng ta bay thường là có chênh lệch múi giờ nữa, và thời gian bay dài có thể là qua ngày khác rồi. Do đó là nhìn trên vé là cái ngày mà chúng ta đáp ở Việt Nam là ngày mấy thì chúng ta sẽ điền vào. Hoặc là chúng ta chỉ dự kiến thôi, chúng ta vẫn có thể điền lựa chọn cái ngày mà chúng ta có thể là bay tới Việt Nam trước đó cũng được, cũng không sao nhé. Rồi số ngày tạm trú ở Việt Nam thì ở đây nó cho mặc định là 30 ngày, bởi vì loại visa này được ở 30 ngày thôi. Và bên đây mục đích du lịch, mục đích nhập cảnh là gì? Thì thông thường là chọn là đối với khách du lịch nước ngoài đó, thì họ sẽ chọn là du lịch. Còn đối với cô chú anh chị mình thì có thể click vào ô này và chúng ta kéo lên kéo xuống để chúng ta tìm cái chỗ thích hợp. Du lịch thăm thân nè, là cái thích hợp nhất cho mình. Rồi địa chỉ dự kiến tạm trú ở Việt Nam. Đây, cái này là bắt buộc phải có nha. Chúng ta có thể để ở khách sạn, nhà nghỉ hoặc là địa chỉ người thân gì đó. Cái nào cũng được hết, miễn là chúng ta phải có một địa chỉ để chúng ta điền vào. Và làm sao có địa chỉ này? Một số cô chú chị nói là đi buổi chưa có book khách sạn trước thì làm sao? Thì chúng ta cứ vào cái Google Maps hoặc là tra trên hệ thống mạng bất kỳ cái khách sạn nào tại Việt Nam mà chúng ta dự định là ở đến khu vực đó để ở, thì chúng ta lấy địa chỉ đó và chúng ta khai vào thôi. Và khai rồi thì không ở đó có được không? Được, không sao hết. Đây là thủ tục để nhập vào khai báo thôi. Do đó thì mình có địa chỉ mình cứ khai vào, và bắt buộc phải có một địa chỉ để khai vào cho đúng nha. Rồi qua ô này chọn thuộc tỉnh thành phố, có nghĩa là địa chỉ tạm trú mà chúng ta dự kiến đến ở đó nó thuộc tỉnh thành phố nào. Ví dụ Sài Gòn thì chúng ta click vào chọn đó là thành phố Hồ Chí Minh. Xong chúng ta kéo xuống thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái ở chỗ này cơ quan tổ chức đại diện mời bảo lãnh, nếu có thì chúng ta không có ai mời, không có ai bảo lãnh hết, chúng ta bỏ qua phần này. Và tiếp theo là trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu, đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử nếu có. Một số nước như là các nước châu Á, trong đó có cả Việt Nam, hiện tại thì một số em bé là vài tháng tuổi hoặc là vài tuổi đó, cha mẹ vẫn xin kèm trong cái hộ chiếu của mình, có nghĩa là cùng số hộ chiếu luôn, nó dán hình trong cùng hộ chiếu của ba hoặc mẹ. Cho nên là mới có cái mục này và muốn xin visa vào Việt Nam cho các em luôn, thì chúng ta phải click vào đây. Rồi chúng ta điền tên trẻ em thứ nhất. Nếu mà có trẻ em, một đứa trẻ hoặc là hai đứa trẻ thì chúng ta điền vào. Rồi chúng ta chọn nam hay nữ, rồi ngày tháng năm sinh của em bé nè, rồi chọn hình của em bé upload lên. Nếu là có em bé thứ hai cùng trong hộ chiếu thì chúng ta cũng khai báo tiếp tục là như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có phần này thì chúng ta bỏ qua. Bởi vì nhiều nước là bây giờ dù mấy tháng tuổi hay là một vài tuổi gì đó, trẻ em đều được cấp hộ chiếu riêng, hộ chiếu rời. Và trong trường hợp hộ chiếu rời đó thì chúng ta sẽ là khai báo xin visa online này cho các em bằng một cái khai báo khác nữa nha. Rồi phía dưới đây là nội dung đề nghị. Đề nghị ở đây là gì? Cấp thị thực điện tử từ ngày dự kiến, ví dụ dự kiến chúng ta vào ngày nào thì chúng ta sẽ chọn ngày tháng năm ở trên đó. Và khi chúng ta chọn xong ngày tháng năm thì tự động bên đây đến ngày tháng năm nào thì nó sẽ hiện ra mặc định là trong vòng một tháng, thì chúng ta cứ để yên thôi. Bởi vì chúng ta chọn mà trên 30 ngày nó cũng không cho phép. Do vậy cái chỗ phần bên đây chúng ta để yên. Ví dụ nếu chọn là ngày 11 tháng 4 năm 2022 thì bên đây nó tự động là nhảy là 11 tháng 5 năm 2022. Rồi
Phía dưới này là cửa khẩu dự kiến mà chúng ta nhập cảnh bằng ở đâu. Ví dụ chúng ta bay về sân bay Tân Sơn Nhất thì chúng ta sẽ chọn là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đại viết tắt là SVQT Tân Sơn Nhất. Rồi dự kiến là cửa khẩu mà chúng ta xuất cảnh, có nghĩa là chúng ta rời khỏi Việt Nam là đi bằng cửa khẩu nào. Ví dụ chúng ta không rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất là không xuất cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, không phải tại Sài Gòn, mà chúng ta xuất cảnh tại Đà Nẵng thì chúng ta sẽ chọn vào Đà Nẵng. Còn nếu mà chúng ta xuất cảnh tại Sài Gòn thì chúng ta lại tiếp tục nhấn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thôi. Xong rồi, chúng ta sẽ click vào cái ô này. Tôi cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. Click vào đây. Và sau đó là nhập cái mã nhà captcha nè. Ở trên đây là nó có những cái số ký hiệu gì thì chúng ta xem và chúng ta nhập vào. Nếu chỗ này chúng ta đọc không rõ thì chúng ta cứ nhấp vào đây, nó sẽ đổi vào cái mã khác. Lại thấy không rõ nữa. Đó, bây giờ chúng ta nhấp vào nó đổi vào một cái khác rõ hơn. Đây là 6184. Thì chúng ta sẽ 6184 thôi. Khi mà xong cái này rồi thì chúng ta sẽ bấm vào, click vào cái chỗ là xem lại tờ khai. Đó là họ sẽ cho mình xem lại tờ khai hồi nãy giờ mình khai những gì. Nếu có sai sót, có cái gì chưa đúng thì chúng ta điều chỉnh lại. Sau đó rồi thì là chúng ta sẽ nhấp vào, nó sẽ hiện ra một cái phần tiếp theo là thanh toán. Thì chúng ta chỉ cần thanh toán theo hướng dẫn trên đó thôi. Đó là thanh toán qua thẻ tín dụng, rất là dễ. Và chúng ta sẽ bị trạc 25 đô. Rồi sau khi mà trạc 25 đô rồi thì 3 ngày sau, có thể trong vòng 3 ngày thôi là chúng ta sẽ nhận được một cái email hồi đáp là chúng ta được cấp visa rồi và chúng ta sẽ in cái visa đó, rồi có visa cầm trên tay để về Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh. Và vừa rồi thì cô chú anh chị đã xem cái phần thứ ba là khai báo visa online, xin visa Việt Nam. Thật ra rất là đơn giản, hệ thống đã mở từ ngày 16 tháng 3 rồi. Bây giờ muốn về Việt Nam chúng ta có thể tự tin vào xin visa online. Nếu chúng ta đi trong vòng 30 ngày tại Việt Nam thôi thì chúng ta có thể xin visa online mà không cần phải đi qua bất cứ ai, chúng ta ngồi tại nhà lên máy làm là xong rồi. Chỉ lưu ý là cô chú anh chị mình nếu ở Việt Nam trong vòng 30 ngày thì chúng ta xin loại visa này được. Còn nếu mà chúng ta muốn ở hơn thì phải qua một cái loại visa khác mà trong video clip này Nick sẽ không thể nhắc tới vì nó sẽ hơi phức tạp hơn, cần phải có đại diện của một tổ chức nào đó ghi cho một cái thư mời thì chúng ta mới có thể dùng công văn đó nhận tại cửa khẩu và visa đó có thể lên được tới 3 tháng. Hoặc là có thể là một cái loại visa là multiple, là chúng ta có thể trả thêm nhiều tiền nữa để được vào Việt Nam ra vào nhiều lần. Tuy nhiên nếu mà cô chú chị mình có thời gian còn bất cứ giấy tờ nào liên quan chứng nhận mình đã từng có quốc tịch Việt Nam thì Nick khuyên là nên làm cái miễn thị thực visa 5 năm. Nick biết là các cô chú anh chị và các bạn ở châu Âu thì thường là ở những nước châu nó nhỏ nhỏ, chúng ta có thể ở gần các thành phố lớn có lãnh sự hoặc đại sứ quán của Việt Nam thì chúng ta xin miễn thị thực visa Việt Nam, đó là lên trực tiếp trên các đại sứ hoặc lãnh sự đó chúng ta xin cho dễ. Còn cô chú anh chị ở Mỹ và Canada thực sự là hơi khó bởi vì Mỹ và Canada quá lớn, không phải thành phố nào cũng có là lãnh sự hay đại sứ Việt Nam, không phải bang nào cũng có lãnh sự hay đại sứ của Việt Nam đóng tại đó. Do đó thì chúng ta muốn xin miễn thị thực visa 5 năm á thì chúng ta phải gửi hồ sơ gốc lên lãnh sự đại sứ quán, mà nếu mà gửi bằng đường bưu điện á thì rất là nguy hiểm, sợ nó bị thất lạc này kia. Do đó cô chú chị mà ở Mỹ và Canada nếu muốn làm miễn thị thực visa tốt nhất là nhờ một cái travel agent làm dịch vụ cho mình, chúng ta trả phí vào đó. Còn nếu chúng ta tự làm được không? Được, nhưng chúng ta phải gom hồ sơ lại, phải nộp trực tiếp lên lãnh sự quán, đại sứ quán nha. Trên cái miễn thị thực visa 5 năm đó, chúng ta chỉ có được phép khai form online là khai cái form đó thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ in nó ra và cộng với là những cái hồ sơ chứng thực khác, những cái hồ sơ chứng minh là có gốc quốc tịch Việt Nam, cộng với là hộ chiếu, hình ảnh này kia, rồi chúng ta gửi lên lãnh sự hay đại sứ. Do vậy, nhiều khi là gửi bằng bưu điện
vì ở xa quá, ở Mỹ và Canada đến lãnh sự và đại sứ nhiều nơi đến tới là rất là xa, không tiện để đi đường được, thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong vấn đề mà chuyển hồ sơ tới, chuyển qua bưu điện nhiều khi thất lạc rất là phiền, bởi vì chúng ta phải chuyển hộ chiếu bản chính nữa. Do đó thì ở Mỹ và Canada tốt nhất là nhờ travel agent làm cho chúng ta cái miễn thị thực visa 5 năm, chỉ trừ phi ai ở gần lãnh sự quán hoặc đại sứ quán, như là ở thủ đô Washington DC là có đại sứ quán Việt Nam, hay là San Francisco có lãnh sự quán Việt Nam ở đó chẳng hạn, thì chúng ta ở gần đó lên trực tiếp ở đó để làm visa, miễn thị thực visa 5 năm. Rồi, video clip ngày hôm nay cũng khá là dài. Hy vọng rằng những thông tin Nick cung cấp vừa rồi đã giúp phần nào giải tỏa được những cái mối lo thắc mắc cho cô chú anh chị về các thủ tục về lại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nếu mà thấy hữu ích thì cho Nick xin một like và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để làm gì? Khi bất cứ video clip nào Nick ra, nó đều thông báo cho cô chú anh chị mình để theo dõi. Bởi vì nếu chúng ta không nhấn chuông sẽ không có thể bị bỏ lỡ những video clip mà có những thông tin chúng ta cần biết. Thì chúng ta không tìm lại được những cái video clip đó coi thì nó rất là uổng, và chúng ta lại tiếp tục thắc mắc này kia, không có đầy đủ thông tin, rất là không hay nha. Do đó nhớ nhấn chuông khi mà chúng ta subscribe, đăng ký kênh của Nick. Còn bây giờ thì Nick xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin dừng video clip tại đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.